Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quả cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc vong thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được.
Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uống lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có 3 chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý.
trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó. Hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời,
một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng,
cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phước quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Quý Phật tử và các bạn thân mến, trong thiền môn, chắp tay là nghệ phổ thông để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo cũng như xá chào nhau trong chốn già lam. Ở một số nước Á Đông, phong tục chắp tay chào nhau ở mọi nơi là một nét văn hóa ứng xử khá độc đáo. Còn trong nhà Phật, chắp tay mang rất nhiều ý nghĩa. Sau đây là 16 ý nghĩa của việc chắp tay. Ý nghĩa thứ nhất, hai bàn tay khép lại biểu thị cho hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, không tranh đấu và không làm tổn thương người khác. Thứ hai, khoảng trống giữa hai lòng bàn tay biểu thị lý chân không, ý nghĩa là chúng ta phải ngộ nhập tính không của vạn pháp. Thứ ba là hai lòng bàn tay khép lại với nhau biểu thị hai tay chấm dứt vọng động, không còn phan duyên, không còn tạo nghiệp vì tham sân si. Thứ tư, mu bàn tay hướng ra ngoài biểu thị ngoại cảnh lục trần, lòng bàn tay hướng vào trong biểu thị giác tâm bồ đề. Vì vậy, chắp tay còn có ý nghĩa là đi ngược cảnh trần, tìm về giác tâm. Thứ năm là tay phải tay trái là do vọng tưởng chấp trước mà có. Kỳ thực phải hai trái đều là giả danh, đều là hư vọng. Chấp hai tay là một, không còn có phải trái, rời tướng phân biệt, bình đẳng, nhất như. Thứ sáu là 10 ngón tay khép lại với nhau, biểu thị 10 pháp giới quy về nhất tâm. Tất cả đều do tâm tạo, tất cả đều từ tâm mà biến hiện ra. Thứ bảy, 10 ngón tay biểu thị 10 phương, chấp lại trước ngực, có nghĩa là chúng sanh trong 10 phương đều bình đẳng, cũng có nghĩa là nhiếp thủ chúng sanh trong 10 phương quy hướng Phật đạo. 10 ngón tay còn biểu thị cõi Phật trong 10 phương, chấp lại trước ngực, có nghĩa là cúng dường chư Phật Bồ Tát trong 10 phương bằng tâm cung kính, cũng có nghĩa là nhiếp thủ công đức của cõi Phật trong 10 phương để trang nghiêm từ tâm thành tựu căn lành. Thứ tám là Phật tử gặp nhau chắp tay niệm A Di Đà Phật, chính là quy hướng biển nguyện nhất thừa của Đức A Di Đà bất thoái thành Phật, cũng biểu thị cõi Phật 10 phương cùng xương tán A Di Đà Phật, cùng tuyên dương pháp môn Tịnh Độ. Thứ chín là 10 ngón tay chắp lại trước ngực, biểu thị chúng ta phải tu 10 Bả La Mật mới có thể thành Phật. Ngoài ra, 10 huyền môn Hoa Nghiêm hay 10 nguyện dương phổ hiền đều biểu thị sự viên mãn. Cho nên, 10 ngón tay chắp lại chính là biểu thị khả năng viên thành Phật quả. Thứ 10, tay trái thường tỉnh biểu thị thông hiểu, tay phải thường động biểu thị thực hành. Hai tay chắp lại biểu thị hiểu và hành hợp nhất. Có như vậy mới thành tựu được vô thượng bồ đề. 11. Tay trái thường tỉnh biểu thị tự giác, tức là tự mình giác ngộ.
Tay phải thường động biểu thị giác tha, tức là giúp cho người khác giác ngộ. Hai tay chắp lại biểu thị kết hợp tự giác với giác tha. Có như vậy mới là hành giả Bồ Tát, có như vậy mới được giác hạnh viên mãn. 12. Tay trái biểu thị nguyện, tay phải biểu thị hạnh. Hai tay chắp lại biểu thị nguyện và hạnh hợp nhất. Lấy nguyện để khởi hạnh, lấy hạnh để chứng nguyện. Có như vậy đại nguyện mới viên thành. 13. Hai tay chắp lại biểu thị các pháp bình đẳng, không phân cao thấp, thiền tịnh không hay, tĩnh mật chẳng khác. Tuy phương pháp bất đồng, nhưng bản chất giống nhau, cùng chung một mục đích. 14. Hai tay trái phải hợp thành một thể biểu thị lý không hay, phiền não và bồ đề không hay, tự hành và quá tha không hay, tự Phật và tha Phật không hay, tánh và tướng không hay. 15. Chắp tay chính giữa ngực, biểu thị lý trung đạo, không chấp vào hai bên như thường hay đoạn, không hay có. 16. Hai tay chắp lại, giống như một nụ hoa chưa nở, biểu thị nhân địa tu hành. Khi hoa nở cũng là lúc thành tựu Bồ Đề. Tiếp theo, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe những phương pháp sống hạnh phúc giữa những lời khó nghe. Trong cuộc sống này, hãy lúc nào nghe những lời khó nghe, ta thường khởi tâm sân hận, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Những điều chia sẻ sau đây sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc an lạc giữa những cuộc sống đầy giận dữ này. Có một lần, Phật đi giáo hóa dùng Bà La Môn. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thông thả, họ đi theo. Sau chửi, thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi: "Cụ Đàm, ông có điếc không?" "Ta không điếc." "Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?" "Này Bà La Môn, nếu nhà của ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng cho họ, mà họ không nhận thì quà ấy về tay ai?" "Quà ấy về tôi chứ còn ai." "Cũng như vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi." Người kêu tên Phật chửi mà ngài không nhận, còn chúng ta, những lời nói bóng nói gió ở đâu đâu thì cũng lắng tai nghe, để buồn, để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh, ngài không chấp không buồn. Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng, nói hơn thì ôm ấp mãi trong lòng. Vì vậy mà cứ đau khổ triền miên. Chúng ta tu tập là theo gương của Phật. Mọi tật xấu của mình phải bỏ. Những hành động lời nói không tốt của người đừng quan tâm. Như thế thì mới được an vui. Trong kinh, Phật thí dụ người ác mắng chửi người thiện. Người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc vậy. Từ đây về sau, quý vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu thì chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết quá giải, không thọ nhận đó là tu. Không phải tu là cầu an suông mà phải có người thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được mình hay chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lý do bất như ý bên ngoài, đó là tu chưa tiến. Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì mình cứ phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não. Đó là kẻ khờ, không phải là người trí. Có một chi tiết mà có lẽ ít người để ý, đó là ta không điếc. Không điếc tức là vẫn nghe được, nhưng ngài không thọ nhận. Lấy thí dụ như câu chuyện trên đây, thì một người tặng quà cho bạn,
bạn vẫn thấy người ta tặng quà nhưng không nhận? Và tại sao ngài chỉ im lặng và ung dung không nói gì? Chỉ cho đến khi có người hỏi, cụ Đàm có điếc không, thì ngài mới trả lời. Điều này cho thấy rằng ngài vẫn rất bao dung và rộng lượng lòng mình để trả lời đúng lúc đúng chỗ, trả lời khi cần thiết. Đó là cách làm của một người có trí tuệ. Mục đích của ngài là để giúp cho người khác có thể nhận ra được điều sai trái của mình, giác ngộ cho người khác. Ngài đã đưa ra một tình huống để người đang mắng nhiếc có thể tự suy nghĩ mà tự ngộ ra được. Khi một người chửi mắng nặng nhẹ bạn, bạn không nhận lời chửi mắng thì sẽ không phiền não gì nó. Chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản và an vui. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy mở lòng hơn với những người còn u mê đấy. Hãy cố gắng hiểu họ và mở tâm cho họ, giúp họ ngộ ra điều đúng sai, giúp họ sống tốt hơn. Đó là cách trọn vẹn hiểu, trọn vẹn tu. Và chắc chắn một điều rằng, nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ cảm thấy thanh thản thực sự. Vì bạn không chỉ tạo được sự an vui cho mình, mà còn tạo được sự an vui cho người khác. Đó mới là niềm vui lớn nhất của mỗi người. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói rằng, một thái độ từ lòng từ bi sẽ giúp cho bạn giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn. Và kết quả là bạn có thêm được những người bạn thực sự và một bầu không khí xung quanh tích cực hơn. Điều này sẽ tạo ra một sức mạnh nội tâm rất lớn trong bạn. Sức mạnh nội tâm này giúp cho bạn quan tâm đến người khác một cách tự nhiên, thay vì chỉ suy nghĩ về bản thân mình. Tức giận, thịnh nộ, quốc hận, dù nó là gì đi nữa thì nó luôn xảy đến cho tất cả chúng ta, kể cả các Phật tử. Và cho dù chúng ta có hiểu biết về lòng từ bi, nhưng chúng ta là những người con Phật, vẫn còn là chúng sanh, nên đôi khi cũng dễ nổi giận. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe những phương pháp và nghệ thuật để hóa giải sân hận. Sân là một trong tam độc, hai độc khác là tham và si. Tam độc là nguyên nhân đầu tiên đưa chúng sinh vào luân hồi sinh tử. Thanh tịnh quá, không sân hận là điều rất cần thiết khi tu tập theo Phật giáo. Ngoài ra, trong Phật giáo không có cái gọi là cân sân đúng lý hay chính đáng. Tất cả mọi sân hận đều là phiền trược, khiến khó có thể đi đến giác ngộ. Tuy nhiên, những đại sư đã đắc đạo cũng vẫn nhận mình đôi khi cũng tức giận. Chỉ bởi đối với tất cả người phàm như chúng ta, nếu không tức giận thì đồng nghĩa với điều không tưởng. Chúng ta sẽ nổi giận, vậy thì chúng ta phải làm gì? Trước hết phải thừa nhận mình đang giận. Điều này nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng đã bao lần bạn gặp phải ai đó đang giận dữ mà anh ta có chịu nhận điều đó đâu? Vì lý do nào đó, người ta không thừa nhận mình đang giận. Không có được đâu. Bạn không thể xử lý một việc khi bạn không thừa nhận là nó có. Phật giáo dạy chúng ta phải chánh niệm, và chánh niệm với chính mình là một phần trong đó. Khi một cảm xúc hay một ý nghĩ không vui xuất hiện, bạn đừng nén nó lại, hay là chạy trốn nó, hay từ chối nó. Thay vì vậy, bạn hãy quan sát nó và hoàn toàn biết nó. Bạn hãy chân thành với mình và về mình. Điều này rất cần thiết trong Đạo Phật. Vậy điều gì làm bạn giận? Quan trọng nhất là bạn nên hiểu rằng chính bạn tạo ra sự tức giận đó. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng cơn giận này là do một điều gì đó bên ngoài chúng ta gây ra, như một người nào đó hay những chuyện làm ta nổi điên. Nhưng thầy giáo dạy thiền đầu tiên của tôi thường nói, không ai làm bạn giận cả, chỉ bạn làm bạn giận mà thôi. Phật giáo dạy chúng ta, sự tức giận khởi lên từ cái tâm. Tuy vậy, khi bạn đang cố gắng đối trị với cơn tức giận, bạn phải suy nghĩ một cách cụ thể hơn.
sự tức giận luôn thách thức chúng ta nhìn sâu vào bên trong. Thường thì tức giận mang đến từ về. Nó xuất hiện khi ta sợ hãi một cái gì mà ta không thể giải quyết được, hoặc khi cái tôi của ta lớn quá. Là Phật tử, chúng ta nhận ra cái tôi đó, sự sợ hãi đó và cơn giận đó là không có thật và vô thường. Chúng chỉ là ma theo một nghĩa nào đó. Nếu để cho sự sân hận điều khiển hành động của chúng ta, thì nó đồng nghĩa với chúng ta để ma xuôi quỷ khiến. Sân hận là tự chiều mình. Sự tức giận gây cảm giác rất khó chịu, nhưng lại có sức quyến rũ lớn. Pema Chodron là một nhà nghiên cứu Phật giáo nổi tiếng người Mỹ, nói rằng người ta luôn thích thú khi đi tìm lỗi của người khác, đặc biệt là khi cái tôi của ta bị chạm. Hầu như trong mọi trường hợp, và ta muốn bảo vệ cơn giận đó, ta sẽ viện đủ lý do để nuôi dưỡng nó. Tuy nhiên, Phật giáo thì dạy rằng ta không thể bào chữa cho sự tức giận hay là sân hận. Chúng ta tu tập có nghĩa là trao dồi lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, và lòng từ bi này không có luyến ái, chấp nhặt. Mọi chúng sinh, gồm có cả người mới hồi nãy chen lấn ta ở cửa, hay một đồng nghiệp lợi dụng ta để lập công với sếp, hay thậm chí là một người nào đó ta rất thân thiết và tin cậy đã phản bội ta. Vì lý do này, chúng ta phải hết sức thận trọng, đừng làm bất cứ hành động gì khi đang giận nhằm làm tổn thương người khác. Chúng ta cũng đừng để cho ý nghĩ của mình cứ theo đuổi cơn giận. Hãy cho nó một nơi thích hợp để nó sống và lớn lên. Làm thế nào để dứt cơn giận? Bạn đã biết bạn đang giận, và bạn cũng biết thực ra điều gì khiến bạn giận. Nhưng nếu bạn vẫn còn giận thì phải làm gì nữa đây? Phima nói, phải nhẫn nại. Nhẫn nại có nghĩa là chờ đợi để làm hay để nói điều gì đó, cho đến khi bạn có thể làm mà không gây hại cho người khác. Tính nhẫn nại luôn đi kèm với sự trung thực, và nó cũng để cho người khác nói, trình bày quan điểm, trong khi bạn không phản ứng gì, nhưng thực ra bạn đang phản ứng rất nhiều. Nếu bạn biết thiền định, đây chính là lúc để nó hoạt động. Ngồi yên với cơn nóng giận đang tràn ngập, lặng im, vắng mặt, không để cho những lời buộc tội người khác hay tự buộc tội mình rầm rì bên tai của bạn. Hãy nhận biết mình đang giận và quan sát tìm hiểu nó. Dùng lòng nhẫn nại và từ bi cho tất cả chúng sinh và cho cả bạn nữa, để dây lấy cơn giận của bạn. Đừng nuôi dưỡng cơn giận. Không hành động gì và phải giữ im lặng trong cơn giận tất nhiên là rất khó. Cơn giận thường trào dâng trong ta, tạo nên một năng lượng khiến ta rất tức tối và muốn làm một cái gì đó. Môn tâm lý học khuyên chúng ta lúc đó hãy đấm vào gối hoặc la to lên, hét lớn lên giữa những bức tường để xả cơn giận. Thiền sư Thích Nhất Hạnh không đồng ý như vậy. Khi bạn biểu lộ cơn giận của mình, bạn sẽ nghĩ rằng bạn xả được giận. Nhưng điều đó không đúng. Ngài nói rằng, khi bạn biểu lộ cơn giận bằng lời hoặc bằng bạo lực, bạn đang nuôi dưỡng thêm mầm sân hận và nó sẽ càng lớn lên trong bạn. Cần có can đảm để thể hiện lòng từ bi. Đôi khi ta nhầm lẫn giữa tính hung hăng với sức mạnh, giữa không làm gì với sự yếu đuối. Chịu thua cơn giận để cơn giận lôi chúng ta đi và muốn làm gì ta cũng được. Đó là sự yếu đuối. Còn phải có sức mạnh để nhận thức rằng chính nỗi sợ hãi và sự dị kỷ mới gây ra tức giận. Và cần phải có kỷ luật để thiền định về ngọn lửa đang hừng hực cháy của lòng sân hận. Đức Phật dạy rằng, chiến thắng sân hận bằng lòng từ bi, chiến thắng cái ác bằng cái thiện, chiến thắng lòng tham bằng tâm bố thí, chiến thắng sự dối trá bằng lòng chân thật. Thực hiện điều này với chính mình, với người khác và với cuộc sống của chúng ta, đó là Phật giáo.
Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng hay là một nhãn hiệu in trên chiếc áo của bạn. Phật giáo chính là điều này. Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Sau đây là câu chuyện hai người đàn ông tranh cãi về phép toán 4 x 4 bằng 16 hay là 17, khiến cho nhiều người phải suy gẫm. Chỉ một câu chuyện đó thôi cũng đã đủ là một bài học lớn cho mỗi người. Học cho mình cách sống, cách im lặng và cách lắng nghe. Ngày ta chập chững lò dò tập đi, ta được học nói, gọi mẹ, gọi cha, đòi ăn, đòi chơi. Ta đặt câu hỏi, ta giải bài lòng mình, ta chia sẻ học thức. Nhưng rồi cái miệng cũng bắt đầu biết buông lời nói dối, lời cay đắng, lời nóng giận, để biến mỗi lời thành lưỡi dao nhọn sắc. Nhà văn tác giả tiểu thuyết Nhà Giả Kim nói, những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Tại sao lại thế? Chúng ta ăn cơm lành canh ngọt, ăn quả chín, rau xanh, tại sao những lời chúng ta nói ra lại có thể như thuốc độc? Chúng ta đã học nói, phải chăng đến lúc chúng ta cũng phải học cách lặng im? Chúng ta lặng im để không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Cuộc đời đã là bể khổ với đủ thứ rối ren rồi. Chúng ta học im lặng, đừng bới móc rác rưởi nữa, để học cách ngắm hoa nở xinh tươi. Chúng ta không cần phải cố công, cố sức nói với một người rằng 4 x 4 bằng 16. Nếu như người ta tin vào kết quả khác của riêng họ mà không muốn nghe, chúng ta thắng cũng chẳng có ích gì. Trong mọi mối quan hệ, chiến thắng một cuộc tranh cãi cũng là chúng ta đã thua. Thua vì có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Đúng sai ra sao, rồi cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học của mình. Đừng cố công bảo, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe. Bởi vì nếu như muốn nghe, tự khắc tai họ sẽ kiếm tìm, tâm họ sẽ rộng mở. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân quả mà thôi. Mà cuộc đời cũng lại dài rộng lắm. Ta chưa sống hết cuộc đời, làm sao chắc chắn tuyệt đối rằng không có kết quả khác cho 4 x 4? Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 mắt để nhìn cho thấu, 2 tay để nghe cho nhiều, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để năng làm việc giúp đời, nhưng là cho ta có một cái miệng, chính là để ta nói ít đi, chúng ta chỉ nói cho người biết lắng nghe mà thôi. Tai con người rất lạ, nó chỉ thích dởn lên, nghe tiếng trên cao mà lờ đi âm thanh dưới thấp. Người đặt bản ngã của mình cao hơn người khác sẽ chẳng thể nghe được gì, chẳng học được gì mà cứ lẩn quẩn trong u minh mãi. Tai con người cũng rất kỳ, nó hướng ra nghe bên ngoài mà quên nghe tâm mình, quên tiếng nói của lương tâm đang gào thét. Nó chỉ thích nghe lời hay, những bóng bẫy sáo rỗng, mà không biết nghe lời ngay thẳng, dù đó là sự thật đắng hơn thuốc. Nó thích nghe lời khen mà bỏ qua lời chê chân thành góp ý. Phải chăng học im lặng rồi ta vẫn cần phải học lắng nghe? Học lắng nghe, đừng rơi vào ảo tưởng của hoa mỹ giả dối, để đừng giận ghét người có tâm, để cúi đầu học hỏi những điều hay, để tránh được cạm bẫy như viên đạn bọc đường, để lưỡi không liếm lên lưỡi dao sắc nhọn quết đầy mật ngọt. Học lắng nghe để nghe thấy tâm của mình đang sôi sục, lương tâm đang dây dứt, lý trí đang dễ dùng. Học lắng nghe để nói ít hơn, để thấu hiểu, để cảm thông. Thưa các bạn, ta đã học nói xong từ 3 tuổi rồi. Giờ thì đến lúc học im lặng và học cách lắng nghe thôi, kẻo muộn mất.
Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai, con gái, có kẻ thì cô đơn một mình. Có kẻ đi tha hương, đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thật thà vô tội lại bị bắt bớ, giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu thuận, kính giảng nghĩa. Có nhà anh em bất hòa, đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu, khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai gốc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiểu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai vạn diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý
là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẵn tiếp ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay biết lật là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm mắt sâu thủng mang quạt môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tay là do đời trước hay dùi thủng tai xanh vật. Kẻ tàn hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông vào. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị chấn hốc là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lành. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham muốn hát là do đời trước làm nghề múa hát hả đào, phường chèo tái sanh. Người đã tham thời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dùng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có năm căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ, người ta chết đọa làm loại ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm do chính họ khi chết đọa làm loại chim công, chim sẻ. Người sẻ tiết kinh thư che giấu trí huệ, không chịu nói, khi chết đọa làm loài trùng mọt
ăn đất, ăn gỗ. Người hãy đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sinh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài, lược thược, chết đọa làm con trùng đu dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người, hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, đọa làm loài trăn, rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói cho người ta bị ương họa, tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sinh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bần. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương, loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc tấm đức chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn, đánh môi son vào chùa, nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh, màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hành của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh, hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh kiến, lập tam bảo, không tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó, xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm, chuyên chủ phá hoại mà thôi. Hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả, rau đậu, đánh cắp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết quản. Giặt nước sôi, lò than, núi đao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răn bảo cho các đệ tử của ta, đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành Phật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay
cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục, hàn băng, sao đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành, đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục, hắc ám, trong núi thiết chi. Đời nay làm kẻ đồ tể, giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục, đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết, đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàn. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào ngục độc xà. Đời nay hãy thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say sưa, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết quan. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao gấm kiếm thụ. Đời nay là mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục quả xa. Đời nay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ẩu đả, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói dâm dục, nhục mạ người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh, cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng, khi lên đồng giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta, lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, nhắm mắt và nhìn xuống đất, dối người trên trời, lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào địa ngục cảm yêu. Đời nay làm bà đồng mà bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn, hoặc các ngọa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng, bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu ngốc để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ mòi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý, chốn cất mộ mã, xem giá trạch, đoán các cung năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn ác suy quạ, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điều tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rẻ gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết vào địa ngục chấm chích toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá pháp chùa lừa gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra, nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa vào địa ngục. Phật nói làm thân người rất hôi thối, nhớ bẩn, lòng đầy giận túc, khó gần bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay song pha đi nắng đi rét,
tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng, ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trọng mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tính phạm phúc hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh, cường tráng, thích dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình mắt kẻ gian phi và ít ngủ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc nhỏ bé, ham dâm dục, ý chẳng kiên định, thấy sắc đẹp, sinh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người có mắt sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tính giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, một gỗ được tái sanh. Người hay ngồi yên một mình, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét nhách, ăn trộm, tham của, đầy lòng oán giận, không có tình, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới, bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si, chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa vào loại voi, lợn, trâu, dê, rận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc, câm ngọng, gù cồng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ tấm, đống phân, hoặc làm loài lừa, chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mày, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục dục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn bị súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai, ăn đêm, sau khi chết, đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chắp tay, đầu không sát đất, sau khi chết, sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chắp tay và năm hệ xuống đất, trí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con mắt lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay binh vợ mắng cha mắng mẹ, khi chết đọa vào trong địa ngục cảm thiện. Phật lại bảo A Nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều,
các sự đau khổ đều do nghiệp thiện ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho bao chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ bên nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau sanh làm người, lại phải bị hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì thì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là lời nói ra chẳng ai tin, hay là lời nói không được rành rõ. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hay là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hay là thường bị người ta hãm hại. Tội tà kiến, tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường sanh vào nhà tà kiến, hay là tâm thường nịnh hót, không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác là như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bây giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các người hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sinh, chúng làm việc phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thế chủ đứng ra xây cất chùa, tháp tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh, trăm dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần phủ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể, bốn đường khai thông. Đời nay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào khung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí mà từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người khác thức ăn uống, đời sau sinh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh, trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loại súc sanh được mắc tội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo thì được giới vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông, đại thừa, giảng, tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tầm mắt, được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật
thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc, người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng. Như thế, nếu hay thường cúng dường, thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay sách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghiêm, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu để thùng nước cho người ta qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương trong mùi ăn uống, nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn giúp chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng miệng đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường gia hộ là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng phú. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi ra đi vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng, các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả, huyện chúng sanh độc tuân tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sang lòng phỉ báng, kẻ đó ngay ở đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành Thọ Trì Như Thế. Khi nghe kinh xong, trong chúng có 8 dạng người trời phát tâm: A Nậu Đa La, Nam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình, vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. An toàn và cao quý cho bạn. Sống ở giữa đời, bạn đứng trước người sẽ bị người ghét, bạn đứng sau người sẽ bị người khinh, bạn đứng ngang người sẽ bị người nghi. Vậy bạn đứng ở đâu cho được an toàn? Nếu bạn đứng trước người với tâm ganh đua và cao ngạo, bạn không những bị người ghét mà còn bị nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu bạn đứng trước người với tâm khiêm tốn, chắc chắn bạn không bị người ghét mà được người thương và ủng hộ. Nếu bạn đứng sau người với tâm mặc cảm hay bợ đỡ, thì bạn không những bị người khinh mà còn bị người ghét bỏ. Nhưng nếu bạn đứng sau người với tâm khiêm tốn, nhường nhịn và yểm trợ cho cái yếu của người, thì chính bạn đang đứng sau người trên thực tế, nhưng ở mặt nhân cách và đạo lý, bạn đã đứng cách người ở phía trước rất xa và an toàn. Nếu bạn đứng ngang người với tâm ganh đua và chờ đợi cơ hội, bạn không những bị người nghi ngờ mà bạn còn bị người ra tay trước khi bạn có cơ hội hành động. Nhưng nếu bạn đứng một bên người với sự đồng cảm, hỗ trợ, chia sẻ, tin tưởng và cùng nhau biết nhìn về một hướng cho cái chung, thì việc đứng một bên của bạn không phải là một bên mà nó đang đứng một cách an toàn trong tâm hồn và việc làm của nhau. Vậy bạn đứng bất cứ ở đâu với tâm hiểu biết, khiêm tốn, chân tình, tin tưởng, vị tha và thương yêu, là ở đó có sự an toàn và cao quý cho bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.